Nếu các anh em có nhu cầu về dịch vụ Apple 4, hãy truy cập vào shop fifavn.com. Một shop account tự động với hệ thống hiện đại, tự cộng tiền, nạp SMS, nạp sò, đặt mua account BB trắng theo yêu cầu một cách uy tín. Thông tin chi tiết mình để ở phần mô tả bên dưới video nhé. Xin chào các anh em đã đến với KD Channel review cầu thủ FIFA Online 4. Và trong video ngày hôm nay sẽ là tiền đạo người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo, mùa giải 21 Totti với mức thẻ cộng 5. Trước khi vào video, mình xin cảm ơn shop fifavn.com đã cho mình mượn account này để trải nghiệm. Ở thời điểm hiện tại thì với mức thẻ này, CR7 như là một con quái vật trong game vậy. Tốc độ của anh là cực nhanh, đã vậy anh còn thường xuyên chạy chỗ thoát người rất thông minh và chờ đợi một đường truyền ở tuyến dưới dành cho mình. Nhưng riêng về khoảng tăng tốc thì không đạt được như kỳ vọng của mình. Bởi nếu so với mức thẻ LH cộng 5 thì ở mùa LH, CR7 tăng tốc có phần ấn tượng hơn. Nhưng đó cũng không phải là một vấn đề gì đó quá to tát, bởi chỉ cần chờ đợi CR7 đã chủ động di chuyển trước khi chuyền bóng cho anh là được. Khả năng xoay sở, rơi dắt của CR7 vẫn rất tốt. Anh đảo hướng nhanh và xử lý bóng sau đó một cách rất gọn gàng. Nhìn chung thì CR7 tạo cho người chơi cảm giác không quá khó để điều khiển quả bóng theo ý của mình. CR7 tranh chấp, tì đè rất khỏe, thậm chí có lúc anh bị hậu vệ tắt bóng, nhưng anh vẫn đứng vững và sau đó tiếp tục đuổi theo và giành lại quyền kiểm soát bóng cho đội nhà. Hay nhiều lúc, nhìn CR7 có vị trí đứng hơi thất thế trong những pha tranh chấp, nhưng anh mới là người giành chiến thắng sau cùng. Thật sự là không phải dễ dàng để có thể lấy được bóng trong chân của CR7. Về khả năng dứt điểm thì phải nói là cực kỳ khác, gần như không có điểm nào để chơi cả. Có thể nói vui rằng nếu CR7 có cơ hội mà không thể ghi bàn thì lỗi phần lớn thuộc về người chơi là nhiều. Những cú sút của CR7 là rất căng, bóng đi cũng vô cùng hiểm hóc và thậm chí là anh không cần đà vẫn có thể thực hiện được những cú sút sấm sét đầy uy lực đó. Riêng mùa giải này thì CR7 đã được nâng cấp lên 2 chân 5 năm và vì thế mà anh lại càng lợi hại hơn khi CR7 dứt điểm 2 chân đều sắc bén như nhau. Dông dài là thế, nhưng nói tóm lại một cách ngắn gọn thì có thể nói, nếu thấy đối thủ sơ hở, dù là một chút thôi, thì các anh em cứ để CR7 sút luôn cho nhanh gọn.
Về khả năng không chiến thì không biết ở meta hiện tại anh em chơi Takarada như thế nào. Còn riêng mình thì mình đợi tiền đạo chủ động tách hậu vệ và di chuyển về góc xa rồi mới tạt vào để cho hiệu quả làm bàn cao. Và CR7 mùa này đã đáp ứng tốt điều đó. Mặc dù không có chỉ số ẩn đánh đầu mạnh, nhưng những pha đánh đầu của CR7 bóng vẫn đi với lực khá tốt. Khả năng ban truyền, phối hợp của CR7 là khá tốt. Nếu so với các mùa giải trước, thì mùa này đã có sự cải thiện lên đáng kể. Nhưng đâu đó, thì ở những pha truyền bóng trong tư thế xoay lưng, thì CR7 vẫn có lúc truyền sai địa chỉ, dù những tình huống đó cũng khá thoáng. Do đó, các anh em cũng nên cẩn thận một chút khi dùng CR7 truyền bóng, để tránh bỏ lỡ thời cơ tấn công một cách đáng tiếc. Tổng kết lại, CR7 mùa giải 21 Totti với mức thẻ cộng 5, có tốc độ cực nhanh, rê dắt và xử lý bóng rất tốt, tranh chấp khỏe, dứt điểm cực kỳ bén, hai chân như một, khả năng không chiến vẫn ngon, cũng như ban bật và phối hợp với đồng đội khá tốt. Và đó là toàn bộ những cảm nhận của mình về Cristiano Ronaldo mùa giải 21 Totti với mức thẻ cộng 5. Nếu thấy hay, hãy cho mình một like và nhớ bấm nút subscribe để đăng ký kênh ủng hộ mình. Cũng như đừng quên để lại ý kiến của các bạn ở phía bên dưới video nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở những video sau.